122¾ pounds for Alicia. 124¼ pounds for Smila. Xin chào quý khán giả của Sao Thể Thao, và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại khung giờ 20 giờ trên Sao Thể Thao của những trận đấu One Championship đầy khắc nghiệt. Chúng ta đang được chứng kiến một trận tranh tài ở hạng cân 57kg nữ nội dung Muay Thai tại đấu trường One Championship. Người giữ đài là Sibylla Sandell, võ sĩ đến từ Thủy Điển, sẽ đối đầu với Rodi West, được võ sĩ đến từ Brazil. Sandell là võ sĩ ở góc đài màu đỏ, và Rodi West là võ sĩ ở góc đài màu xanh. Đây là một trận đấu bảo vệ đài của Sandell trước Rodin Squares, nên trận đấu sẽ được diễn ra 5 hiệp, mỗi hiệp thi đấu được 3 phút. Ta có thể thấy được sự khác biệt trên hai võ sĩ, thì Sandell là võ sĩ có chiều cao tốt hơn Rodin Squares. Với Sandell, người đang giữ đài, thì cô đã có tổng cộng 42 trận đá đấu, thắng 36 trận và đánh knock out đối phương 23 trận. Đối thủ của cô, nữ võ sĩ đến từ Brazil, Rodin Squares, đang là người sở hữu cho mình tổng cộng 39 trận đá đấu, 32 trận thắng, 6 trận thua và 1 trận đánh knock out. Hai võ sĩ đều có một thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng. Ta đang được thấy tình huống đổi rong của hai võ sĩ. Rory West là võ sĩ có chiều cao hạn chế hơn Sandell, nhưng cô đang có một cự ly tốt. Sandell đang thực hiện những tình huống bá vòi, bá cổ lên gối rất đẳng cấp của mình, tận dụng lợi thế chiều cao rất tốt của mình. Quý vị và bạn đang được theo dõi trận đấu này trên hệ thống kênh của Sao Thể Thao. Đây là sản phẩm của Sao Thể Thao kết hợp với tập đoàn giải trí truyền thông võ thuật lớn nhất lịch sử châu Á, One Championship. Sandell được võ sĩ có chiều cao vượt trội lên đến 1m73. Võ sĩ chiều cao khá ấn tượng tại đấu trường One Championship. Liên tục là những tình huống ép lồng của Rodin West với Sandell, nhưng những tình huống ra chân và ra gối của Sandell vẫn quá tốt. Sandell thực hiện những tình huống lên gối thẳng vào người của Rodin West, thậm chí là có những tình huống thẳng vào mặt nữa. Rodin West không quá lung túng với chiều cao tốt của Sandell, có những tình huống phản đòn vô cùng chính xác. Hai võ sĩ đang rất tích cực trong tình đổi đòn của mình, liên tục là những tình huống gối trỏ. Sau khoảng thời gian đầu hiệp 1 áp sát Sandell, thì bây giờ Rodin West đang có phần chậm lại ở giây phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất này. Cự ly của Sandell đã càng ngày càng tốt lên, cô đã bắt được nhịp thi đấu của đối phương và giữ cự ly vô cùng chân chỉ. Bây giờ là những tình huống đổi đòn của Rodin West. 10 giây cuối cùng cho những nỗ lực của Rodin West, liên tục là những cú đấm của Sandell, và có vẻ như vừa nãy Sandell đã bị Rodin West đã bị Sandell đấm choáng. Nhưng ngay lập tức Rodin West ôm lấy Sandell để giữ lại nhịp tấn công cho mình. Và chúng ta ngay lập tức quay trở lại hiệp 2, trận đấu bảo vệ đài của Sandell trước Rodin West. Hai nữ võ sĩ sẽ thi đấu với nhau ở nội dung Muay Thai hạng cân 57kg nữ. Sandell là võ sĩ ở góc đài màu đỏ, còn Rodin West là võ sĩ ở đài màu xanh. Ngay khi bắt đầu hiệp đấu thứ hai, Sandell đã ngay lập tức dồn ép Rodin West bằng vô số cú đấm về phía đầu của võ sĩ đến từ Brazil. Rodin West cũng đang trả lại bằng những cú đạp ống dài để giữ cự ly trước Sandell. Liên tục tình áp sát len lỏi những cú gối của Sandell vào trong người của Rodin West. Bây giờ mới là áp lực thật sự đối với Rodin West, vì những cú đấm của Sandell là quá dồn dập, cú đấm đi rất nhiều vào đầu của Rodin West. Với cặp găng 4 hào thi đấu tại nội dung Muay Thai quan trọng một ship, các võ sĩ, nhất là những võ sĩ nữ, phải chịu nhiều vết cắt, nhiều đau đớn hơn, bởi đây là cặp găng mỏng nhất thi đấu tại các giải đấu võ thuật. Liên tục là những tình huống tấn công, cú đấm rất mạnh của Sandell về phía Rodin West, kèm theo đó những cú gối thẳng vào vùng lườn, vùng eo của Rodin West. Nữ võ sĩ Rodin West đang trả lại những đòn đấm về phía Sandell, kèm với đó là những tình huống đá vào hông của Sandell. Sandell đã bỏ mặc cho Rodin West đá vào phần đó, và cô đã tập trung vào những cú đấm của mình, cú đấm áp đảo người của Rodin West. Cú đấm của
Strongwet không đủ mạnh để khiến cho Sandel phải ngưng những tình huống tấn công và đòn tay của mình. Và bây giờ là thời gian Ivan Fossey ôm tỉ. Có vẻ sau khi tung quá nhiều đòn đấm về phía Rodriguez, Sandel cần khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cô đã làm ôm tỉ chậm nhịp của Rodriguez lại. Rodriguez cũng cần thời gian. Hai đang tiếp tục ôm tỉ và có những tình huống lên gối về phía mặt sườn của nhau. Những tình huống gối đâu của hai nữ võ sĩ. Liên tục là những tình huống của cả hai võ sĩ. Và bây giờ lại là những tình huống chơi đòn tay. Những cú thẳng trước thẳng sau của Sandel là quá tốt, nó khiến cho Runwet chịu rất nhiều bất lợi. Nhưng vừa rồi là một cú trỏ hay của Runwet từ đầu của Sandel. Liên tục là những tình huống len lộn lật trỏ của Runwet ở phía đầu của Sandel. Sải tay rất dài của Sandel đã khiến cho cổ được lợi thế. Chúc Runwet kéo đấm, đấm kéo. Và bây giờ là những tình huống lên gối của cả hai nữ võ sĩ. Sandel thi đấu không quá tốn sức trước Runwet, tập trung vào những đòn tay. Và bây giờ là những cú trỏ của Runwet vào đầu của Sandel. Vẫn là những cơn mưa đòn đánh của Sandel về phía Runwet. Sandel rất chủ động trong việc đổi thế tấn của mình. Sandel đang đứng với thế tấn Sabo, thế tấn ngược lại so với Runwet để có thể sử dụng sỏi sải tay dài của mình. Cú đấm thẳng tay trước, thẳng tay sau, thẳng vào mặt của nữ võ sĩ đứng từ Brazil, Runwet. Cú chọn rất chính xác của Sandel về phía đầu của Runwet và chúng ta sẽ ngay lập tức đến hiệp đấu thứ ba. Trong hiệp đấu thứ hai thì mọi chuyện đã quá dễ dàng hơn với Sandel rồi. Cú áp đảo hoàn toàn Runwet trong những tình huống ra đòn của mình. Tiếp tục trận đấu bằng một cú chọn thẳng vào đầu của Runwet. Và bây giờ ở hiệp đấu thứ ba này vẫn là những cú chọn của Sandel vào đầu của Runwet. Nữ võ sĩ có thành tích thi đấu bất bại rất nhiều. Hai đang chiến đấu với nhau trong trận tranh đai ở hạng cân 57kg nữ tại quan trọng ship. Liên tục là những cú đấm cú trò bắp rất chất lượng của Sandel vào đầu của Runwet. Runwet đang trông đầu của mình vào trong người của Sandel để hạn chế những tầm trò và những cú đấm móc của Sandel. Nhưng đây là một con dao hai lưỡi khi những cú trò của Sandel vẫn đều đặn đi vào đầu của Runwet. Cú chọc rất sắc lẹo của nữ võ sĩ từ phía điểm. Runwet vẫn rất kiên trì nhưng không biết cô chịu được bao lâu trước những áp lực của những cú đấm rất nặng của Sandel ở thế đấm Sabo. Tiếp tục là những đổi thế đấm của Sandel. Sự áp đảo hoàn toàn của nhà vô địch đến từ Thụy Điển. Sandel diễn ra một cách liên tục. Hai võ sĩ rất chịu khó áp sát, có những tình huống tung đòn móc và đòn chọc ở phía của nhau. Tiếp tục là những tình huống kéo cổ của Runwet để có thể lên gối về phía bụng của Sandel. Thể hình của Sandel là áp đảo so với Runwet. Vẫn là những tình huống ôm tỉ, những tình huống len lỏi từ cả hai nữ võ sĩ. Những trỏ nữa, đổi đòn gối hết sức mạn nhãn của hai nữ võ sĩ. Nó đi thẳng những cơ bụng 6 đến 8 múi. Hai nữ võ sĩ vẻ đẹp của những nữ võ sĩ thi đấu tại đấu trường khắc nghiệt nhất châu Á hoặc châu Ship. Vừa rồi là một cú trỏ lật của Sandel và thẳng của đầu của Runwet. Cú trỏ rất nặng. Sandel đang sử dụng sải tay dài của mình tì đầu và lên gối bụng của Runwet. Runwet rất lì lợm. Liên tục là sức ép của Sandel trong đạt với đà tiến công của Runwet. Đội võ sĩ đến từ Brazil đang thi đấu vô cùng quả cảm. Đây vẫn là chưa đủ để cô có thể lật được thế bài với Sandel. Nhà vô địch ở hạng cân 57kg nội dung Muay Thai tại đấu trường khắc nghiệt nhất châu Á One Championship. Liên tục đến cú đấm chính xác của Sandel vào đầu Runwet. Runwet có vẻ đã đạt đến giới hạn rồi thì cũng không thể nào phản kháng lại những cú trỏ, cú gối của Sandel nữa. Liên tục là những cú gối của Sandel phía đầu của Runwet. Cú gối rất nặng và Runwet đang không có khả năng kháng cự nữa. Trọng tài đã tách nhà võ sĩ ra. Và bây giờ là sức ép đến từ nhà vô địch Sandel ở những giây phút cuối cùng của hiệp thứ ba. Sức ép vô tận, thể lực vô tận đến từ nữ võ sĩ đến từ Thụy Điển. Liên tục là những tình huống gối trò và trọng tài đã phải can thiệp. Chiến thắng knockdown dành cho Sandel, nhà vô địch ở hạng cân 57kg nội dung Muay Thai One Championship. Chiến thắng vô cùng ấn tượng của nữ võ sĩ đến từ Thụy Điển. Chiếc đài danh giá tại đấu trường Muay Thai của One Championship xứng đáng thuộc về nữ võ sĩ Sandel.
Xin cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi những trận đấu võ thuật mãn nhãn cùng với Sao Thao. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.